Ức lì, hát mày nghe coi con. Ức lì. Nam mô A Di Nam mô Đà. A Di Đà Phật. Nói lại, con nói lại ơi. Hả? Nè, con nói Nam mô A Di Đà Phật mày nghe coi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi con hát cho mẹ nghe coi, hát coi. Mẹ hiền ơi, quê nhà chờ mong con về. Tiếp, hát tiếp. Con kêu Linh Nồ đi, Linh Nồ. Rồi con kêu anh gì ta? Úc Sương mẹ về. Ai quậy quá mẹ ơi. Con quậy với ai quậy vậy? Con nói Úc Sương mẹ về đi, Úc Sương mẹ về. Nam mô A Di Đà Phật. Không, nói Úc Sương mẹ về đi, Úc Sương mẹ về. Úc Sương hết đi. Ôi không có la sùm quá nè. Ức liền. Nam mô A Di Đà Phật. Con nói Úc Sương ơi mẹ về. Anh nào. Linh Nồ rồi, bây giờ kêu Quỳnh Nồ đi, Quỳnh Nồ. Mẹ ơi, chúng tôi. Anh yêu. Em yêu. I love you. Em yêu. Mình kêu I love you đi, I love you. Nam mô A Di Đà Phật. Ổn ha. Ai ổn quá trời. Mẹ nói hoài. Nghe được không? No. Dánh ơi. Em nè. Alo, alo. 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 Cái này nhỏ cái này nữa không? Hello. Nghe được không? No. Hello. 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 Alo, alo. Alo. À, vậy hả? Phải không? Trời ơi, với mày nó mở nó vậy đâu ta? Trời ơi, hổn quá. Dịch hổn ha. Kiết ngu. Kiết ngoan. Kiết ngoan. Trắng chỗ nào? Thầy ơi. Ai đúc cua? Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ liệu ơi con khách. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Ông nội ơi. Ông ơi. Ông nội ơi. Tôi anh đâu anh chưa chưa anh chưa chưa anh chưa chưa anh chưa chưa Quên con để đi học. Em chào anh.
bán được bạn. Sáng giờ bán được không bạn? Nam mô A Di Đà Phật.